Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành hào hứng khoe tấm ảnh selfie cực xoáy tay với thông báo giảm cân thành công. Em tuyên bố em ốm lại rồi nghe, mấy cái chương trình coi mà mập mập là ghi hình cũ hết á, chứ giờ body em êm đềm lắm. Tuy nhiên ngay lập tức Trấn Thành bị cư dân mạng bắt thóp vì vô tình để lộ tuyệt chiêu Photoshop thu gọn gương mặt. Tự nhận body là êm đềm hơn trước, Trấn Thành không ngờ tới được độ super soi của dân mạng khi vô tình bị khui ra bằng chứng tố danh hài nói xạo. Theo đó, mép cửa ngay cạnh gương mặt Trấn Thành bị méo mó, cong vẹo đến vô lý. Dễ dàng có thể suy luận ra danh hài sử dụng chiêu Photoshop thu gọn gương mặt dẫn tới vạn vật bị bẻ cong. Dẫu có sử dụng công nghệ chỉnh ảnh để sống ảo, ai cũng nhận thấy được sự nỗ lực giảm cân trong thời gian gần đây của Trấn Thành. Trước những góp ý về ngoại hình của người hâm mộ, danh hài tiếp thu dành thời gian rảnh rỗi để tập gym tại nhà. Tuy còn thừa mỡ trên bụng, song nhiều khán giả gửi lời động viên đến Trấn Thành. Nếu cố gắng kiên trì tập luyện, chắc chắn sớm lấy lại vóc dáng gọn gàng, hấp dẫn như xưa. Trước đó, Trấn Thành từng khổ sở vì ngoại hình quá khổ của mình. Trong chương trình truyền hình thực tế Running Man Việt Nam, Trấn Thành thậm chí bị phong cho nickname Đuông Dừa khi để lộ thân hình không mấy gọn gàng của mình. Mới đây, trong tập 3 của chương trình Người ấy là ai, trên ghế nữ chính Thanh Khoa, Hoa hậu sinh viên thế giới 2019 trải lòng chia sẻ câu chuyện về cuộc tình đã qua của bản thân. Cô nghẹn ngào nói đến cuộc tình từng khiến cô đau khổ khi phát hiện người bạn trai ngoại tình cắm sừng cô. Người đẹp kể rằng, một ngày chúng tôi cãi nhau, tôi không thấy anh ấy nhắn tin cho mình nên đi qua nhà tìm. Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy có cô gái khác nằm trên giường anh ấy. Khi tôi phản ứng, anh ấy đã bảo vệ cô gái đó. Tôi sốc tới mức không rơi nổi nước mắt. Tôi hỏi cô gái đó, vì sao biết người đàn ông này có người yêu mà vẫn làm vậy? Cô gái lập tức đáp lại, cái đó chị phải hỏi anh ta, sao lại hỏi em? Đau đớn hơn, cô còn phát hiện ra người yêu mình và cô gái kia qua lại với nhau suốt một tháng. Cô gái đó thậm chí đã dọn qua nhà anh ấy để ở. Không chấp nhận sự phản bội, Thanh Hoa quyết định từ bỏ cuộc tình này. Lắng nghe câu chuyện của Thanh Hoa, Trấn Thành bày tỏ quan điểm. Anh không biết điều gì xảy ra trước đó, nhưng sau một cái chuyện mà người ta làm quá mức khủng khiếp, mình nên coi lại bản thân mình tí, là nhiều khi trong cuộc sống, lúc mình sinh hoạt, mình làm cho người ta ức chế đến một mức độ người ta không còn tôn trọng mình được nữa. Trời đâu cho ai cái điều sẵn có, nên điều mà anh muốn em thích nghi đó là luôn luôn nhìn cái lỗi đến từ mình trước. Anh đang nói là tất cả những điều này theo hướng là người đàn ông đó bị em tác động, còn anh ta quá tệ thì chuyện đó mình không nói làm gì. Sau khi đưa ra quan điểm về người đàn ông ngoại tình, Trấn Thành bất ngờ khi vấp làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng quan điểm người đàn ông ngoại tình đôi khi còn có lỗi của phụ nữ mà Trấn Thành đưa ra là hoàn toàn vô lý. Không thể đổ hết lỗi sai cho người phụ nữ khi người đàn ông ngoại tình mà chưa chia tay là quá sai. Không thể tùy tiện bắt cá hai tay như vậy. Trong mọi cuộc tình dù đúng dù sai, người con gái luôn chịu tổn thương thiệt thòi nhiều nhất. Trấn Thành nên khéo léo hơn trong việc an ủi cũng như đưa ra lời tư vấn cho nữ chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra bênh vực Trấn Thành. Coi lại bản thân để mình hiểu thêm, rút ra kinh nghiệm sau này, chứ không phải để nghĩ rằng do mình nên người ta mới phản bội là đúng. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.